Thế anh là anh Long nhỉ? Ừ. Vâng, hiện tại chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao cho gia đình anh Long ở tại đây là xã gì bá ơi? Xã Vũ Oai. Xã Vũ Oai. Xã Vũ Oai, Hoành Bồ, Quảng Ninh. Một chiếc sập thờ. Cái này nhá. Đã được vang lên và đọc lại trong hai đường nào cũng được. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày tháng 10 năm 2020. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục hoàn thiện lên một sản phẩm là một chiếc sập thờ gỗ mít chân 16. Và đây là đơn đặt hàng của một khách hàng là anh Long ở tại Hoành Bồ, Quảng Ninh. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong chiếc sập thờ cho anh và chuẩn bị bàn giao cho anh thì tôi quay lại video clip để gửi lại cho anh xem trước được cái sản phẩm của mình cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Đây, chiếc sập thờ này thì chúng tôi làm theo mẫu là mẫu tứ linh lệch quý vị nhé. Ở hai bên dạ, một bên là rồng và rùa là gọi là long quy, một bên là ly phượng, và chính giữa là có đầu hổ phù và được đục chạm thủ công bằng tay. Đây, chính giữa là đầu hổ phù đục chạm thủ công bằng tay quý vị nhé. Đường nét thì cực kỳ là sắc nét. Đây, đầu hổ phù đục chạm kênh vòng này. Và chiếc sập thờ này thì có kích thước là chân 16, bề ngang là dài 1m97, cao là 1m07, cao 1m17 và sâu là 107 quý vị nhé. 4 chân, được chạm 4 chân nghê trầu, chân 16. Trước thì nó cũng khá là vừa vặn và nhỏ nhắn, kê vào phòng thờ rất là hợp lý. Đấy, không gian thờ vừa phải. Phần cổ này có rồng trầu cuốn thư này, phần rồng là được đục rồng hóa cách điệu, phần cổ là được chạm khắc CNC. Toàn bộ đường nét chi tiết thì cái mẫu này tôi cũng giới thiệu khá nhiều, giới thiệu đơn vị khá là nhiều rồi. Chân 16, giá cả thì cực kỳ hợp lý quý vị nhé, giá cực kỳ là hợp lý. Quý vị nào mà quan tâm có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám với địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 510816. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ngoài ra những mẫu sập thờ này chúng tôi còn rất nhiều mẫu sập thờ khác bằng chất liệu gỗ vụ hay là gỗ hương, với các mẫu tứ linh là mai điểu. Quý vị nào quan tâm thì các liên hệ chúng tôi tư vấn rất là nhiều mẫu khác. Sản phẩm của tôi thì là cam kết là 100% chất liệu gỗ mít ta quý vị nhé, 100% chất liệu gỗ mít ta. Đây là hình tổng thể của chiếc sập đây. Và xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian là theo dõi video clip này. Và hẹn gặp lại trong những video clip khác.